tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 9, bài toán về thêm bớt một số đơn vị. Chúng mình cùng nhau học bài trang 36. Mời các em chúng ta cùng nhau vào bài học nào. Chúng mình cùng nhau học bài giải bài toán về thêm một số đơn vị. Các em hãy quan sát bức tranh cho cô giáo biết trong bức tranh chúng mình nhìn thấy ở trong khay có bao nhiêu quả trứng. Chúng mình cùng nhau đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy trong khay có tất cả là 8 quả trứng đấy. Vậy em hãy quan sát xem bạn Mai đang bỏ thêm vào khay mấy quả trứng nào? Bạn Mai đã bỏ thêm vào khay thêm 2 quả trứng nữa đấy. Vậy bạn Mai có trong khay có 8 quả trứng, bạn Mai bỏ vào thêm 2 quả trứng, hỏi có tất cả bao nhiêu quả trứng? Đó chính là bài toán về thêm một số đơn vị đấy. Cô giáo có bài toán sau. Trên khay có 8 quả trứng, Mai cho thêm 2 quả trứng, hỏi có tất cả bao nhiêu quả trứng? Các em hãy quan sát bài toán và cho cô biết bài toán cho chúng ta biết gì? Bài toán cho chúng ta biết có 8 quả trứng. Bài toán còn cho chúng ta biết gì nào? Các em à, bài toán còn cho chúng ta biết bạn Mai cho thêm 2 quả trứng đấy. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi chúng ta có tất cả bao nhiêu quả trứng. Vậy để biết có tất cả bao nhiêu quả trứng, mình phải làm như thế nào? Các em ạ, để biết trong khay có tất cả bao nhiêu quả trứng thì chúng mình sẽ lấy số quả trứng đã có cộng thêm số quả trứng cho thêm vào đấy, thì sẽ biết được là có tất cả bao nhiêu quả trứng đấy. Vậy chúng mình cần tóm tắt và trình bày bài giải này như thế nào? Chúng mình cùng nhau quan sát phần tóm tắt bài toán nhé. Tóm tắt như sau. Có 8 quả trứng, tức là lúc đầu trong khay có 8 quả trứng. Và sau đó bạn Mai cho thêm 2 quả trứng. Chúng mình sẽ biết là thêm 2 quả trứng. Bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu quả trứng. Đó chính là tóm tắt của dòng thứ 3. Có tất cả. Ở đây chúng mình chưa biết có bao nhiêu quả trứng cả, cho nên mình sẽ để dấu 3 chấm và quả trứng hỏi chấm. Phần hỏi chấm này chính là chúng mình phải đi tìm cách giải bài toán để tìm ra xem có tất cả bao nhiêu quả trứng đấy. Vậy bây giờ chúng mình sẽ giải bài toán như thế nào? Các em hãy quan sát, cô giáo hướng dẫn quy trình giải bài toán nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ ghi bài giải. Sau đó dòng thứ hai chúng mình sẽ ghi câu lời giải. Câu lời giải chính là chúng ta trả lời lại câu hỏi mà bài toán đã hỏi chúng ta đấy. Bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu quả trứng. Vậy mình sẽ trả lời là số quả trứng có tất cả là, hoặc chúng mình có thể trả lời có tất cả số quả trứng là cũng đúng. Như vậy trong phần trả lời câu hỏi của bài toán chúng mình có nhiều cách trả lời. Và dòng thứ ba đó là dòng ghi phép tính. Chúng ta sẽ trình bày lùi vào một ô so với câu lời giải. Phép tính ở đây, chúng mình sẽ lấy số quả trứng đã có cộng thêm số quả trứng bạn cho thêm vào, đó là 8 cộng 2. Và chúng mình được kết quả đó là 10. Và đơn vị ở đây đó là quả. Chúng mình đóng mở ngoặc. Sau đó xuống dòng, chúng mình ghi đáp số lùi vào một ô so với phép tính nữa. Đáp số 2 chấm. Ở trên mình tính được là 10 quả, thì ở dưới chúng mình ghi lại đáp số là 10 quả. Và các em lưu ý phần đáp số chúng mình ghi đầy đủ xem là quả gì nhé. Đáp số 10 quả trứng. Chúng mình cùng nhau quan sát cô giáo đọc lại bài giải nhé. Số quả trứng có tất cả là 8 cộng 2 bằng 10 quả. Đáp số 10 quả trứng. Như vậy đây là cách giải bài toán về thêm một số đơn vị đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng kiến thức mà chúng mình vừa học được để chúng ta làm các bài tập nhé.
Chúng mình cùng nhau quan sát bài tập số 1. Bài tập 1 yêu cầu như sau: lọ hoa có 9 bông hoa, Việt cắm thêm 6 bông hoa. Hỏi lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa? Đây là một bài toán có lời văn về thêm một số đơn vị. Bây giờ chúng mình sẽ tìm cách giải bài toán có lời văn này nhé. Trước tiên, các em hãy quan sát, đây là hình ảnh bạn là Việt đang cắm lọ hoa đấy. Lúc đầu thì lọ hoa của bạn có 9 bông, sau đó bạn đang cắm thêm vào trong lọ 6 bông nữa đấy. Vậy cho cô giáo biết, bài toán cho chúng ta biết gì? Bài toán cho chúng ta biết là có 9 bông hoa. Bài toán còn cho biết gì nữa nào? Bài toán cho biết thêm 6 bông hoa. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi, hỏi lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa? Vậy để biết lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa thì chúng mình làm như thế nào? Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tóm tắt bài toán và giải bài toán này nhé. Cô giáo sẽ giúp chúng mình tóm tắt bài toán như sau. Các em hãy quan sát, đây là bản phần tóm tắt. Tóm tắt tức là chúng ta ghi lại cái phần mà bài toán cho biết. Vậy bài toán cho chúng ta biết đó là có bao nhiêu bông hoa? Bài toán cho chúng mình biết là có 9 bông hoa. Chúng mình sẽ điền số 9 vào ô trống ở dòng đầu tiên. Dòng thứ hai là thêm. Ở đây Việt cắm thêm 6 bông hoa. Vậy chúng mình sẽ điền số 6 vào ô trống để biết rằng bài toán tóm tắt là có thêm 6 bông hoa. Và phần tóm tắt còn ghi lại câu hỏi của bài toán đấy. Vậy bài toán hỏi chúng ta có tất cả bao nhiêu bông hoa? Và chúng mình sẽ ghi ở dòng thứ 3 đó là có tất cả. Vì chúng ta chưa biết có tất cả bao nhiêu bông hoa nên chúng mình để dấu 3 chấm. Và cuối câu có dấu hỏi chấm, tức là chúng mình sẽ đi tìm cách giải bài toán để biết được xem có tất cả bao nhiêu bông hoa đấy. Ở đây, bài toán giải, chúng mình thấy người ta đã giải hộ cho chúng ta phần đầu tiên đó là câu lời giải. Số bông hoa có tất cả là, đây là phần câu lời giải. Vậy nhiệm vụ của các em là phải điền số vào ô trống còn thiếu để hoàn thiện phép tính và đáp số. Bây giờ chúng mình hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Vậy để biết được có tất cả bao nhiêu bông hoa thì chúng mình sẽ làm phép tính gì? Các em ạ, ở đây lọ hoa đã có 9 bông hoa, bạn Việt cắm thêm 6 bông hoa nữa. Vậy ở đây chính là bài toán thêm một số đơn vị đấy. Và thêm ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng, đó là lấy 9 cộng 6. 9 cộng 6 bằng bao nhiêu? 9 cộng 6 bằng 15. Và đơn vị ở đây là bông. Đáp số chúng mình sẽ điền lại kết quả ở trên, đó là 15 bông hoa. Câu bài giải đầy đủ như sau. Số bông hoa có tất cả là 9 cộng 6 bằng 15 bông. Đáp số 15 bông hoa. Như vậy chúng mình đã trình bày tóm tắt và bài giải của bài tập số 1 rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 cũng là một bài toán có lời văn. Chúng mình nghe cô giáo đọc bài toán nhé. Có 8 bạn đang chơi kéo co, có thêm 4 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi kéo co? Chúng mình cho cô biết bài toán cho chúng ta biết gì nào? Bài toán cho chúng ta biết có 8 bạn đang chơi kéo co đấy. Vậy bài toán còn cho biết gì nữa? Bài toán còn cho biết có thêm 4 bạn chạy đến. Vậy bài toán hỏi chúng ta điều gì? Bài toán hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi kéo co? Vậy để biết được lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi kéo co, chúng mình sẽ làm như thế nào? Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm cách ghi tóm tắt và giải bài toán này nhé. Ở đây chính là phần tóm tắt của bài toán. Chúng mình cho cô giáo biết có bao nhiêu bạn? Lúc đầu có 8 bạn đấy. Vậy chúng mình sẽ điền số 8 vào ô trống đầu tiên. Thêm mấy bạn? Thêm 4 bạn. Chúng mình điền số 4 vào ô trống tiếp theo. Đây chính là phần bài toán hỏi có tất cả ... bạn hỏi chấm, tức là chúng mình chưa biết có tất cả bao nhiêu bạn. Bây giờ nhiệm vụ
vụ của các em là phải đi tìm cách giải bài toán để biết được có tất cả bao nhiêu bạn chơi kéo co đấy. Vậy ở đây phần bài giải, ở đây họ đã ghi hộ cho chúng ta câu lời giải. Nhiệm vụ của các em là phải ghi đầy đủ phép tính và đáp số. Câu lời giải như sau: số bạn chơi kéo co có tất cả là. Đây là câu lời giải mẫu. Ngoài ra các em có thể viết câu lời giải như sau: lúc đó có tất cả số bạn chơi kéo co là. Cũng đúng em nhé. Vậy bây giờ các em hãy quan sát vào phần tóm tắt và bài toán để chúng mình viết phép tính thích hợp vào dòng thứ hai và điền số vào đáp số nhé. Cô mời các em hãy bấm phần hình để chúng ta làm bài nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Phép tính ở đây chúng mình sẽ dựa vào bài toán. Bài toán cho biết lúc đầu có 8 bạn đang chơi kéo co, sau đó có thêm 4 bạn chạy đến. Vậy đây chính là dạng bài toán thêm một số đơn vị đấy. Thêm ở đây có nghĩa là chúng mình sẽ thực hiện phép tính cộng. Vậy phép tính đầy đủ đó là 8 cộng 4 bằng 12. Đáp số 12. Vậy bài giải đầy đủ cho bài toán này như sau: số bạn chơi kéo co có tất cả là 8 cộng 4 bằng 12 bạn. Đáp số 12 bạn. Như vậy vừa rồi chúng mình đã giải xong bài tập số 2 rồi đấy. Qua bài tập 1 và bài tập 2 giúp chúng ta củng cố về cách giải bài toán thêm một số đơn vị. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.